Kính thưa quý vị, vấn đề vệ sinh môi trường, xử lý rác thải một cách hợp lý, đảm bảo cuộc sống của người dân luôn là một trong những câu chuyện nóng nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Sự phát triển của xã hội sẽ không thể tồn tại nếu như môi trường tự nhiên bị ô nhiễm bởi chính những tác nhân từ con người. Nhận thức được điều đó nên từ tháng 12 năm 2018, nhà máy xử lý chất thải rắn, rác sinh hoạt Cần Thơ, còn gọi là nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ đã ra đời, đem lại những hiệu quả tích cực. Theo ghi nhận, tính đến nay, nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ đã xử lý tiếp nhận được hơn 400.000 tấn rác thải sinh hoạt, bao gồm rác thải sinh hoạt đã qua chôn lấp tại các bãi rác, tạo ra hơn 113 kWh điện hòa vào lưới điện quốc gia. Thành phố Cần Thơ hiện có 4 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn và quận Thốt Nốt và nhà máy xử lý chất thải rắn rác sinh hoạt Cần Thơ. Hiện có khoảng 70% lượng rác sinh hoạt thải ra hàng ngày của thành phố được chuyển về xử lý bằng hình thức đốt phát điện với lò đốt tiên tiến tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn Everbright tại nhà máy này đặt tại huyện Thới Lai. Tại nhà máy, các chỉ số khí thải phát thải được quan trắc trực tuyến đạt tiêu chuẩn EU 2010. Nước rỉ rác sau khi xử lý được tái sử dụng toàn bộ, tro xỉ được sàng lọc xử lý và tận dụng, tro bay được xử lý hóa rắn an toàn, thực hiện có hiệu quả vì xử lý giảm lượng hóa, tài nguyên hóa và vô hại hóa rác thải sinh hoạt. Ở các điểm còn lại, rác được xử lý bằng hai hình thức là chôn lấp và đốt không thu hồi năng lượng.